Dù chỉ mới 22 tuổi, nhưng Nguyễn Thái Anh đã là trợ giảng tại khoa công nghệ thông tin của trường Đại học Văn Lang. Đây là một trong những công việc bà Thái Anh, học viên cao học tại Viện Công nghệ Châu Á, AIT Thái Lan, làm trong thời gian thực tập tại trường Đại học Văn Lang. Lần đầu tiên đứng lên làm trợ giảng thì cảm xúc của em lúc đầu á rất là run. Nhưng từ từ á, mình truyền đạt cho kiến thức các em. Mình nhìn xuống mình thấy các em chăm chú nhìn mình giảng bài, mình rất sướng. Và động lực hơn á là khi mà gần kết thúc môn học thì các em có nói với mình là: anh ơi, kỳ sau anh nhớ trợ giảng em tiếp nha. Em rất thích anh trợ giảng. Ít ai biết, chỉ cách đây vài năm, Thái Anh có điểm đầu vào thấp nhất của khoa công nghệ thông tin trường Đại học Văn Lang khóa 2018-2022. Tuy nhiên, bằng nỗ lực của bản thân, Thái Anh đã xuất sắc giành học bổng trong những năm học tại trường. Thì năm nhất học kỳ 1 á, thì với số điểm là trung bình là 7.55, mình được 10% học bổng của học kỳ. Thì mình cảm thấy cũng rất là hơi thấp, cho nên mình càng cố gắng hơn. Và đỉnh điểm là học kỳ 2, năm thứ 2, mình được học bổng 100% với số điểm trung bình là 9.28. Mình rất tự hào vì mình đã làm được. Đặc biệt khi lên năm thứ 4, Thái Anh được trường Đại học Văn Lang cấp học bổng, học thạc sĩ tại Viện Công nghệ Châu Á AIT Thái Lan theo chương trình Unified Bachelor Master. Cũng nhờ có thành tích học tập tốt tại đây, Thái Anh đã có thể xin về lại trường Văn Lang để thực tập sớm trước một học kỳ với quyết tâm tốt nghiệp thạc sĩ sớm. Cái lý do mà mình muốn tốt nghiệp thạc sĩ sớm là mình muốn quay lại trường để mà mình cống hiến cho trường, bởi vì trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho mình để mình có thể mình học được thạc sĩ. Có thể 4 năm trước em vào Văn Lang như một sự tình cờ, nhưng sau 4 năm em đã tự tin bước đi vững chắc trên con đường nghề nghiệp của chính mình. Giây phút ý nghĩa này, mình xin gửi lời chúc chân tình đến bạn bè Văn Lang, chúc cho các bạn công tử nhân Văn Lang luôn thành công với ước mơ của chính mình. Ngoài Thái Anh, còn có 3 sinh viên khác của trường Văn Lang cùng đang học thạc sĩ tại Viện Công nghệ Châu Á AIT Thái Lan theo chương trình Unified Bachelor Master. Trong đó, Nguyễn Hồng Đức, sinh viên khóa 23, ngành kỹ thuật diệt, tốt nghiệp kỹ sư năm 2022, học thạc sĩ khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Nguyễn Trung Hiếu và Phương Hữu Bin là 2 sinh viên khoa tài chính ngân hàng đang theo học ngành fintech tại AIT. Đặc biệt, Phương Hữu Bin được bình chọn và trở thành tân hội trưởng hội sinh viên Việt Nam tại AIT. Trong 4 người, Thái Anh đã quyết định về lại Việt Nam để thực tập và tham dự lễ tốt nghiệp tại trường Đại học Văn Lang. Lý do mà mình để quay về để mình dự lễ tốt nghiệp là vì mình muốn nói lên sự biết ơn mình với các thầy cô trong trường cũng như nhà trường. Thứ hai là mình cảm ơn bạn bè vì đã suốt 4 năm học gắn bó với mình, cũng như các em sinh viên mà mình đã trợ giảng trong những lớp, thì các bạn các em lên chụp hình với mình. Thì thứ ba là gia đình, tại vì suốt 4 năm đại học thì nó là một khoảng thời gian cũng tương đối dài, và để đạt được thành quả như ngày hôm nay thì mình nhớ tới gia đình mà mình muốn gia đình lên để cùng mình chụp hình một tấm hình kỷ niệm. Cũng giống như Thái Anh, Phạm Thanh Phong, sinh viên đã hoàn thành chương trình học thạc sĩ tại Pháp, cũng quyết định vượt hàng ngàn km về trường Đại học Văn Lang để tham dự lễ tốt nghiệp đại học, cao học năm 2022. Đây cũng là một buổi lễ rất là ý nghĩa đối với mình, và mình đã chờ đợi trong suốt khoảng 2 năm vừa qua. Thì vì đại dịch Covid nên mình không thể quay trở về để mà tham dự cùng với lại tất cả các bạn đồng trang lứa của mình. Chính vì vậy thì lần này mình cảm thấy rất là hồi hộp, cũng như là cảm thấy vinh dự vì đã được về đây để cùng tất cả các bạn tân cử nhân để hoàn thành cái buổi lễ trọng đại của mọi người cũng như là của bản thân mình. Phạm Thanh Phong cùng Đinh Thị Thanh Thảo và Trần Hồ Thanh Ngân là 3 sinh viên theo học chương trình 2 văn bằng của trường Đại học Văn Lang. Sau 3 năm học cử nhân quản trị khách sạn trường Đại học Văn Lang, cả 3 cùng học thạc sĩ tại Đại học Perpignan, Pháp. Sau khi có tấm bằng thạc sĩ, Phong đã tìm được một việc đúng sở trường tại nước Pháp. Trần Hồ Thanh Ngân lựa chọn Úc để làm việc, còn Đinh Thị Thanh Thảo quyết định về lại quê hương để phát triển sự nghiệp. Từ những khoảng thời gian đầu tiên mình apply vào trường Đại học Văn Lang và chọn khoa du lịch của trường Đại học Văn Lang, thì mình được biết đến chương trình 2 văn bằng. Thì đây cũng là một cái
chương trình gây ấn tượng đối với mình, bởi vì là mình là một người hướng ngoại, mình cũng thích học ngoại ngữ và đây cũng là một dịp để mình có cơ hội được khám phá thế giới bên ngoài. Trong buổi lễ phục tốt nghiệp, Thái Anh, Thanh Phong cùng hơn 4.000 sinh viên của trường Đại học Văn Lang đã có những giây phút nhìn lại một chặng đường đầy cảm xúc trong lễ tốt nghiệp đại học, cao học năm 2022. Năm nay có những cái rất là đặc biệt, đó là các bạn sinh viên đang học ở nước ngoài là những cái đối tác, là các trường liên kết của Văn Lang quay trở về nhận bằng của Văn Lang. Thì thực ra thì Văn Lang hiện nay có trên 100 chương trình đào tạo, cả từ bậc đại học lên tới thạc sĩ, lên tới tiến sĩ. Trong số đó thì có 31 chương trình gọi là chương trình liên kết quốc tế ở các mô hình khác nhau. Mô hình 2+2, tức là học 2 năm ở đây chuyển tiếp sang nước ngoài 2 năm. Hoặc là mô hình là học 100% ở đây, ở Văn Lang, nhưng mà đối tác nước ngoài cấp bằng. Nhưng mà đặc biệt hơn, nó có cái chương trình gọi là Unified Bachelor Master, tức là chương trình chuyển tiếp từ đại học lên thạc sĩ. Thì các bạn học cái phần cuối đại học của Văn Lang và các bạn học phần đầu thạc sĩ của bên trường bạn. Thì trong cái lễ này thì có một số bạn thì là quay về nhận bằng của Văn Lang bởi vì bạn tham gia cái chương trình Unify đó. Năm nay, số cử nhân thạc sĩ tốt nghiệp đạt loại giỏi tại trường Đại học Văn Lang đông nhất trong các năm với 286 người, trong đó 36 thủ khoa bậc đại học và 2 thủ khoa bậc cao học. Chính vì vậy, giây phút bước lên bục nhận tấm bằng cử nhân, mỗi sinh viên đều có thể tự hào về thành quả của một quá trình cố gắng, nỗ lực. Bây giờ mà nếu cho em chọn lại một lần nữa thì chắc chắn em sẽ chọn Đại học Văn Lang. Chắc chắn luôn. Vì bây giờ em suy nghĩ, nếu như năm đó mà em chọn vào một trường khác thì liệu bây giờ em có được như vậy hay không? Đó là một cái cơ hội rất là lớn. Thứ nhất là để cho bản thân mình được đặt chân đến một vùng đất mới, khám phá được những cái điều mới mẻ hơn ở một đất nước tiên tiến, được chạm ngõ đến những cái nền giáo dục hiện đại cũng như là nền văn hóa phương Tây, giúp cho mình thêm có thêm nhiều kiến thức mới mẻ hơn trong cuộc sống này. Nhiều thế hệ sinh viên kế cận khóa của Thái Anh, Thanh Phong hiện nay cũng đang bắt đầu có những lựa chọn học tập, thực tập tại nước ngoài theo các chương trình của trường Đại học Văn Lang. Chương trình thực tập sinh mà liên kết với Bộ Nông nghiệp của chính phủ Israel thì cái chương trình này thì sẽ diễn ra trong vòng khoảng một năm. Thì mình sẽ tham gia chương trình này với điều kiện do trường hỗ trợ. Mình biết được thông tin của chương trình này là từ trường học Văn Lang và các thầy cô trong khoa công nghệ ứng dụng. Thì trong vòng một năm tới thì mình sẽ làm thực tập sinh tại ISU, với mình sẽ vừa làm và vừa học. Như lời hiệu trưởng đã nhắn gửi tại lễ tốt nghiệp ngày hôm nay là một sự khởi đầu cho những ước mơ của các bạn ngày mai. Sau buổi lễ này, mỗi sinh viên đều sẽ có lối đi riêng, nhưng chắc hẳn tất cả đều có một trải nghiệm tuyệt vời suốt thời gian ở trường, đặc biệt là trong buổi lễ tốt nghiệp.